Hello, mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn cách để chúng ta có thể cài đặt, tải và cài đặt phần mềm Camtasia Studio phiên bản 2018 trên cái máy tính ở ngoài tiệm internet ha. Thì nhiều bạn không có máy tính nên ra tiệm internet để edit và chỉnh sửa video. Thì video này hy vọng rằng là sẽ có ích cho những bạn như vậy. Thì để cài đặt phần mềm Camtasia Studio thì các bạn cần phải có một cái phần mềm, đó là Net Framework. Các bạn gõ cái tên đó là Net Framework 4.6 ha, thì nó ra, các bạn nhấp vào và download cái farm net 4.6 này về. Ở ngoài tiệm net nên tốc độ download rất là nhanh. Sau khi download về rồi thì chúng ta để đó và cài đặt. Các bạn phải lưu ý một cái điều như thế này, đó là chúng ta phải chạy cài đặt cái phần mềm Net Framework này trước khi mà chúng ta cài cái phần mềm Camtasia nha. Tại vì Camtasia chỉ hoạt động khi có cái Net Framework này, mà những cái máy tính ở ngoài tiệm internet đó thì họ không có cập nhật cái Net Framework này, nên nhiều win chị và các bạn không cài được Camtasia là lý do đó như vậy. Mà nếu cài Camtasia thì cái máy tính ở ngoài tiệm net á phải là Windows 64 bit nha. Nếu như Windows 32 thì không cài được, nhưng mà mình nghĩ tiệm net thì bao giờ cũng có máy tính 64 bit, nên win chị các bạn có thể yên tâm. Để tìm phần mềm Camtasia thì chúng ta vào cái trang chủ, đó là tismix.com. Thì các bạn sẽ thấy cái mục đó là Camtasia, nhấp vào đó. Ở đây thì nó có hiện một cái bảng, đó là Download Free Trial màu xanh xanh đó. Chúng ta nhấp vào. Ở đây thì nó cho bạn hai cái tùy chọn, đó là Windows và Mac ha. Chúng ta sẽ chọn đó là Windows. Tại đây thì các bạn không cần phải nhập mail vào đâu. Các bạn nhìn xuống bên tay trái thấy cái phần đó mình đang tô đó, thấy cái phần đó chưa? Cái phần đó đó là Windows và Mac đó, thì các bạn chọn cái Windows nha. Tại vì máy tính ở ngoài tiệm net thì đa phần chạy Windows. Rồi, lúc này thì chúng ta sẽ tải cái phần mềm này về. Ở đây thì mình dùng cái chương trình download, đó là Internet Download Manager. Còn nếu như bạn không có cái chương trình này thì nó sẽ tự động nó tải bằng cái trình duyệt thôi. Nó bên góc tay trái á. Thì thời gian này chúng ta đợi một xíu thôi, mất khoảng 3 cho đến 5 phút là chúng ta cài xong cái phần mềm. Thì ở ngoài cả những cái quán internet công cộng á, thì những cái máy tính cấu hình cao nên chúng ta được cái lợi thế, đó là chỉnh sửa và edit video nó rất là mượt ha. Còn nếu như máy ở nhà thì hay bị giật lag thì chúng ta có thể ra ngoài internet như là một cái giải pháp thay thế ha. Thì video thì làm bất cứ đâu cũng được. Các bạn đợi một xíu để nó download về máy tính, và như vậy thì các bạn có thể thấy phần mềm Camtasia đã được download về máy tính ha. Bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành cài đặt, và như thường lệ thôi, chọn cái ngôn ngữ, bấm vào Escape và Option để tùy chỉnh thêm, bỏ cái dấu tích cuối cùng đi. À không, bỏ cái dấu tích ở đầu nha, giữ lại hai cái cuối và Enter thôi. Quá trình này thì các bạn đợi một xíu, có thể là lên YouTube để xem video hoặc là làm một cái việc gì đó trong khi chờ đợi ha. Có thể kêu vào một cốc trà đá để nhâm nhi trong cái thời tiết nóng như thế này, trong lúc cài đặt phần mềm. Rồi khi mà nó chạy hết cái cây xanh xanh đó thì quá trình cài đặt hoàn tất, dễ mà, có đâu có gì khó đâu đúng không?
Rồi, finish. Lúc này nó hỏi bạn là có retouch không, thì chúng ta sẽ chọn cái retouch layer nha. Retouch layer tức là chúng ta sẽ retouch sau. Nếu như các bạn retouch ngay bây giờ thì cái máy tính nó tự động nó restart lại phần mềm bị mất. Lý do là những cái máy ở ngoài internet công cộng thì họ cài một cái chương trình đó là đóng băng ổ cứng, tức là mỗi lần reset thì những cái gì mà bạn đã cài đặt trước đó nó sẽ bị xóa theo luôn. Vì vậy thì chúng ta sẽ chọn cái đó là restart now. Không, restart lay ha. Dịch ra có nghĩa là khởi động lại sau á. Như các bạn có thể thấy, Camtasia đã được cài đặt thành công và đang trong quá trình khởi động lên ha. Internet này mắc ghê ha. 1 giờ mà đến 6.000. Ngày xưa thì 1 giờ chỉ có 4.000 thôi, mà dần dần nó tăng tiền lên. Và trong tương lai 1 giờ 10.000, 20.000. Mình đang ngồi là ngồi cái net cùi bắp á, chứ mà ngồi cái net nó bíp nữa thì 1 giờ có thể lên đến 20.000. Nên vì vậy thì quý anh chị và các bạn, nếu làm YouTube á, mà edit vào tiệm net thì chọn cái tiệm net nó để rẻ thôi. Welcome to Camtasia. Đó. Nhưng mà khi mà quý chị và các bạn cài cái phần mềm kiểu này á, thì nó là phiên bản dùng thử. Đó là chúng ta edit ra thì sẽ có một cái logo. Vì vậy thì chúng ta cần phải bẻ khóa nó nhỏ nhỏ thôi. Thì để một kiếm một cái video bẻ khóa trên YouTube để chúng ta gõ Camtasia chính nè. Và cái bộ lọc đó là chọn hôm nay, thì những cái video họ hướng dẫn các bạn bẻ khóa mới nhất thì nó sẽ lọc ra cho các bạn ha. Thì các bạn tìm một cái video nào đó các bạn tin tưởng để các bạn xem và làm theo thôi. Bẻ khóa thì dễ lắm, nhưng mà mình sẽ không hướng dẫn trong video này nha. Tại vì nếu như mình trực tiếp hướng dẫn bẻ khóa thì sẽ bị YouTube họ kiện tụng về vấn đề bản quyền phần mềm. Nên quý chị và các bạn có thể tự làm sau khi xem xong video này, thì coi cái video nào họ hướng dẫn mới nhất đó là xem. Chọn những cái video tin cậy, chứ đừng có thấy cái video nào rồi cũng xem rồi làm theo. Đôi khi nó có những cái chương trình virus nguy hiểm ha. Rồi, mến chào quý anh chị và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấp vào nút đăng ký để ủng hộ cái kênh YouTube của mình và thường xuyên cập nhật những cái video mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại.